xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xô Viết nghệ tĩnh, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện rõ vai trò sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử. Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN ARF lần thứ 27 tập trung thảo luận những thách thức an ninh đang nổi lên. Những phế tích của một thị trấn cổ thời Pháp trong khu vực vườn quốc gia Ba Vì đang nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu và những người yêu Hà Nội. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc, tập thể Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, Đảng bộ Quân đội đã khảo sát thực tiễn, hội thảo nhiều lần, xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan. Về cơ bản, Bộ Chính trị đồng ý với dự thảo báo cáo chính trị, đánh giá về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nổi bật là công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, triển khai nghiêm túc đường lối chính trị quân sự của Đảng, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Bộ Chính trị cũng đồng ý với nhận định nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, đó là tổ chức quân đội được điều chỉnh theo hướng tinh gọn mạnh, tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đồng thời, công tác đối ngoại quốc phòng trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và nhân dân. Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá dự thảo báo cáo chính trị về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị xem xét việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong quân đội phù hợp với giai đoạn hiện nay cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng khác để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc lên một tầm cao mới. Nơi nào khó khăn gian khổ nhất thì bộ đội phải có mặt, phải xông vào, tiếp tục đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa trên mặt trận tư tưởng chính trị. Cái này lần trước tôi nói rồi, kể cả trong nội bộ cũng như là ngoài xã hội. Không chỉ trên đập mặt báo chí, ngay trong nội bộ phải đấu tranh rất mạnh mẽ cái chỗ này. Làm rất nghiêm cái chỗ này, nhất là về quan điểm tư tưởng chính trị. Nói ngược lại đường lối, nói ngược lại cái đường lối chính trị chúng ta là không được phép. Quân đội phải đi đầu, công an phải đi đầu. Đấu tranh tiêu cực ngay trong nội bộ, xử lý những cái vụ việc tiêu cực cho nghiêm. Hôm nay tôi muốn nhấn rất mạnh cái chỗ này, các đồng chí phải gương mẫu làm mạnh hơn nữa. Bộ Chính trị về cơ bản nhất trí với dự kiến nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội khóa 11, đồng thời yêu cầu sau cuộc họp này, Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục hoàn thiện các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị. Thưa quý vị, cách đây vừa tròn 90 năm, phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã bùng nổ, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 9 thập kỷ nhìn lại, có thể khẳng định chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó dù vừa mới ra đời, còn rất non trẻ nhưng đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo cách mạng. Khi Đảng đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, nhân dân đã tin và đi theo Đảng, tạo thành một sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử. Ngã ba Bến Thủy, thành phố Vinh. Cuộc biểu tình đòi giới chủ tăng lương, giảm giờ làm, chia ruộng đất, giảm sưu thuế. Ngày 1 tháng 5 năm 1930 của hơn 1.000 công nhân nơi đây là sự kiện mở đầu cho cao trào cách mạng 1930-1931. Ngay sau đó, phong trào với các cuộc meeting, biểu tình tuần hành, biểu dương lực lượng nhanh chóng bùng nổ, đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm nay đã 104 tuổi, cụ Phan Tố Đức vẫn nhớ như in ngày mà 2 vạn nông dân huyện Thanh Chương tập trung giành chính quyền.
ngay tại đình Võ Liệt này. Đây cũng chính là một trong những nơi thành lập chính quyền Xô Viết đầu tiên. Mới 34 tuổi thôi, nhưng mà tôi phải tham gia rồi. Thì hai bên là nhập lại. Khi nữa mà thành ra một cái người đống như cái ảnh. Đống như cái ảnh. Hai vàng người. Cuộc biểu tình kết quả như thế. Thành thầy đã tấy cùng thờ. Mà trí huyền khi nào khép chạy đến tên đồn. Cái sức mạnh của họ không phải là sức mạnh của lực lượng vũ trang, của một quân đội hiện đại, mà chính là sức mạnh của ý chí, của truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, của tinh thần độc lập tự do. Chính cái sức mạnh ấy nó đã kết hợp lại thành một cái sức mạnh hết sức rộng lớn, tạo thành một sức mạnh áp đảo, đã làm tan rã bộ máy chính quyền của đế quốc và tay sai ở nhiều vùng nông thôn. Để quy tụ được sức mạnh của quần chúng nhân dân khi ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam dù mới ra đời nhưng đã dương cao ngọn cờ cách mạng với đường lối đáp ứng được khát vọng của nhân dân. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn chỉ rõ được cái mục tiêu chiến lược lâu dài, đó là giải phóng dân tộc, đồng thời lại chỉ ra được mục tiêu cụ thể thiết thực, đó là ruộng đất cho dân cày, cơm áo, hòa bình và quyền tự do dân chủ. Chính vì thế cho nên Đảng đã khơi nguồn và đã huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cao trào cách mạng và đẩy lên thành một phong trào rộng lớn, mạnh mẽ, chưa từng có. Cái ý chí, tư tưởng và cái quyết tâm hành động ở trên cái chỉ đạo chung của Đảng đã tạo thành được cái sức mạnh của nhân dân. Khi Đảng đặt lợi ích của người dân, của nhân dân lên trên hết. Chỉ những cái phong trào cách mạng 31 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thể hiện cái sức sống và truyền đến hôm nay. Bài học từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã cho thấy, với chủ trương nhất quán, mọi đường lối, hành động luôn hướng tới nhân dân và vì lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân, Đảng sẽ quy tụ được bên mình sức mạnh của quần chúng nhân dân, sức mạnh vô địch để làm nên lịch sử. Ngày 12 tháng 9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN ARF lần thứ 27 với sự tham dự của đại diện 27 nước và tổ chức tham gia ARF và Tổng thư ký ASEAN. Đây là diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, tập trung thảo luận những thách thức an ninh đang nổi lên. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trước những biến động nhanh chóng trong cục diện quốc tế và khu vực, cần phát huy tối đa vai trò, giá trị của ARF, nhất là trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác, củng cố lòng tin và tin cậy lẫn nhau, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa. Đối phó thách thức nhiều mặt do dịch COVID-19 gây ra, các bộ trưởng nhất trí ARF cần hợp tác nhằm ứng phó và giảm thiểu tác động từ dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm, khai thác lợi thế của ARF trong việc phối hợp hoạt động cứu trợ thảm họa, phối hợp quân dân sự. Trước những diễn biến phức tạp, vụ việc nghiêm trọng và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, các bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu tự kiềm chế, không có các hành động phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị ủng hộ việc triển khai hiệu quả và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. ASEAN Trung Quốc sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các bộ trưởng cũng tái khẳng định Công ước về Luật Biển 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương. Về tình hình gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, điều ASEAN cần làm là trở về với nguyên tắc cơ bản, đó là tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì đối thoại. Luôn có lợi ích quốc gia và có sự cạnh tranh, song chúng ta cần nỗ lực hết mình tìm ra điểm chung để có thể cùng nhau hợp tác. Thực tế chúng ta có một công ước rất tốt, đó là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. ASEAN cần tìm cách để các nước liên quan tuân thủ công ước này. Trong cái khu vực Biển Đông đó, thì cũng có những cái tranh chấp, cũng có những cái khác biệt trong cái cách tiếp cận, cũng có những cái bất đồng trong cái cách tiếp cận. Những điều quan trọng ở đây là duy trì được cái đối thoại và hợp tác trên cái cơ sở là tôn trọng luật pháp quốc tế, mà cụ thể là UNCLOS 1982. Kết thúc hội nghị,
các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động Hà Nội 2 cho ARF, đề ra các ưu tiên, định hướng hợp tác cho giai đoạn 2020-2025. Hội nghị cũng đã ra tuyên bố chủ tịch ARF 27 cùng 3 tuyên bố khác trong ARF, trong đó có tuyên bố ARF về tăng cường hợp tác, ngăn ngừa và ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát. Diễn đàn ARF vẫn luôn được coi là cơ chế đối thoại an ninh hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. Với tư cách là chủ tịch của ASEAN, Việt Nam đã đề ra những kế hoạch hành động cụ thể nhằm xây dựng, củng cố niềm tin giữa các bên, tìm giải pháp phù hợp để cùng giải quyết các thách thức an ninh đang nổi lên. Chiều ngày 12 tháng 9 đã diễn ra các cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Ấn Độ và ASEAN-EU nhằm tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác này. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Ấn Độ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên trong ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cảm ơn Chủ tịch ASEAN 2020 là Việt Nam vẫn liên tục duy trì các cuộc họp quan trọng bất chấp những gián đoạn do dịch. Ấn Độ kết nối sâu rộng hơn với ASEAN để đối phó hiệu quả với COVID-19, cam kết tìm kiếm sự hợp tác trong các lĩnh vực đã được nêu trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đại diện cho ASEAN khẳng định quan hệ hợp tác hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy ở khắp các lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng. ASEAN đề xuất hợp tác với các chuyên gia Ấn Độ để sản xuất hàng loạt và phân phối vaccine ngừa COVID-19 tới những người thu nhập vừa và thấp. ASEAN cũng khẳng định Hiệp định Kinh tế Đối tác Toàn diện khu vực RCEP vẫn luôn chào đón sự quay trở lại của Ấn Độ. Chiều cùng ngày đã diễn ra hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU. Các nước ASEAN mong muốn tiếp tục đảm bảo thực hiện những ưu tiên vốn có của hai bên, đó là tiến tới nâng cấp quan hệ ASEAN-EU lên đối tác chiến lược, thảo luận để ký kết hợp định thương mại tự do ASEAN-EU, tạo thuận lợi về giao thương, du lịch khi các nước mở cửa trở lại. Về phần mình, EU cam kết tăng cường quan hệ hợp tác cùng ASEAN tham gia các nỗ lực quốc tế chống COVID-19, nhất là đảm bảo an ninh vaccine. Phía EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, trong đó có an ninh hàng hải ở Biển Đông. Về vấn đề này, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Kết thúc tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan, chiều ngày 12 tháng 9 đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả các hội nghị. Họp báo do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, cùng tham dự trực tuyến có Tổng Thư ký ASEAN Lim Yok Hoi. Tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông báo tóm tắt về kết quả các hội nghị, trong đó đã nhấn mạnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp với sự đóng góp tích cực của các bộ trưởng và các đối tác. Chúng tôi cũng khẳng định quyết tâm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, trung lập và ổn định, củng cố đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường xây dựng lòng tin, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật như tinh thần tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhân dịp kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN ngày 8 tháng 8 năm 2020 vừa qua. Trả lời phỏng vấn báo chí về tác động của cạnh tranh các nước lớn và những diễn biến tại khu vực thời gian qua, trong đó có vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, lập trường nguyên tắc của ASEAN là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đảm bảo thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, DOC, và tiến tới đạt bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, một cách hiệu quả, phù hợp. Tham dự họp báo trực tuyến, Tổng thư ký ASEAN Lim Yok Hoi đã đề cao vai trò nỗ lực, chủ động của nước chủ nhà Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong gắn kết khu vực ứng phó đại dịch COVID-19, thông qua nhiều diễn đàn, cơ chế khác nhau, trong đó có khung kế hoạch phục hồi ASEAN sau đại dịch, dự kiến sẽ được đệ trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 để các nhà lãnh đạo xem xét, thông qua. Việc tổ chức thành công các hội nghị trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp đã thể hiện việc chủ động thích ứng và quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. 19 hội nghị cấp bộ trưởng đã được tổ chức, 42 văn kiện đã được thông qua. Trong đó có thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, kế hoạch hành động Hà Nội 2 của Diễn đàn khu vực ASEAN ARF, cùng nhiều đề xuất sáng kiến của Việt Nam. Đây là số lượng văn kiện nhiều nhất mà các bộ trưởng đã thông qua tại một kỳ hội nghị. Kết thúc hội nghị,
Các nước đối tác và các thành viên ASEAN đều thống nhất nhận định Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan. Việt Nam cũng đang thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực, cố gắng để tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 tới bằng hình thức trực tiếp. Diễn đàn khu vực ASEAN ARF và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 AMM53 đã chính thức khép lại vào chiều ngày 12 tháng 9. Mặc dù không thể tổ chức dưới hình thức trực tiếp do tác động của dịch COVID-19, công tác chuẩn bị chu đáo chuyên nghiệp của Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế. Tham dự đưa tin về sự kiện có gần 50 phóng viên trong và ngoài nước thuộc các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như AP, Reuters, AFP, NHK, Bloomberg hay Tân Hoa Xã. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị trực tuyến quan trọng, Việt Nam đã một lần nữa ghi dấu ấn trong mắt các phóng viên quốc tế tới tác nghiệp. Trong bối cảnh COVID-19, Việt Nam là nước đầu tiên tổ chức các cuộc họp quan trọng của ASEAN dưới hình thức trực tuyến. Dù là lần đầu tiên nhưng mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Ví dụ như tôi phải gửi tin bài trực tiếp các cuộc họp về trụ sở London và mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, đường truyền tốt, ổn định, an ninh mạng đảm bảo. Không chỉ tôi mà phóng viên các đài quốc tế khác chắc cũng có cùng nhận định. Covid đã làm xáo trộn mọi thứ, nhưng Việt Nam luôn đảm bảo điều kiện tác nghiệp an toàn cho các phóng viên. Với việc khống chế dịch rất hiệu quả, tôi nghĩ khó có nước nào phù hợp hơn Việt Nam trong lúc này để duy trì các hoạt động họp và thúc đẩy giải quyết các vấn đề theo lộ trình. Việc đảm bảo an ninh đường truyền cũng được Việt Nam đặc biệt chú trọng do tính chất quan trọng và nội dung bảo mật của các cuộc họp. Giao lần thứ 53 này có hơn 54 đầu mối, chúng tôi phải làm việc trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Trước hội nghị chính thức có một tuần, thì công tác chúng ta sẽ phải làm rất sức tỉ mỉ, chi tiết với từng điểm cầu một, căn chỉnh vì mỗi một điểm cầu sẽ có một cái tính chất khác nhau, rồi thiết bị khác nhau. Thế nhưng mà trên hết là cái tinh thần trách nhiệm cũng như là cái sự vào cuộc của các cơ quan liên quan, chúng tôi đã bảo các cái yêu cầu của ban tổ chức. Việt Nam cũng gây ấn tượng với những món ngon từ khắp các vùng miền phục vụ phóng viên tác nghiệp tại nhà khách chính phủ. Các phóng viên trong nước ngoài nước thì đi rất nhiều vùng miền. Cho nên là mà ở đây thì hội nghị cũng cả một tuần ấy. Cho nên là ngày nào cũng được vinh dự phục vụ các phóng viên các món ăn. Cho nên là chúng tôi phải rất là cố gắng bật tất cả các sự gọi là kho tàng món bí quyết để mà tạo những món ăn để mà không nhàm chán. Và đấy là cái mà chúng tôi rất là hy vọng là đã mang lại những niềm vui và sức khỏe để cho các phóng viên có đầy đủ sức khỏe và tư thế để phục vụ tốt nhất cho hội nghị. Thành công của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan đã được thể hiện qua lời chúc mừng của Tổng Thư ký ASEAN. Việt Nam đã một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong, chủ động và đầy trách nhiệm của nước chủ tịch luân phiên trong năm 2020 này. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Ghé thăm làng nghề làm giò chả huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với tuổi đời 80 năm. Những phế tích của một thị trấn cổ thời Pháp trong khu vực vườn quốc gia Ba Vì đang nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu và những người yêu Hà Nội. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Giá tôm nguyên liệu liên tục nhích lên, đặc biệt là dòng hàng đạt chuẩn xuất khẩu đi châu Âu đang hút hàng. Hiện tôm nguyên liệu đạt ASC, tức là tiêu chuẩn bắt buộc xuất khẩu đi châu Âu, đang được các nhà máy đẩy mạnh thu mua với giá từ 2.000 cho đến 3.000 đồng 1 kg so với cách đây một tháng. Cụ thể, tôm loại 50 con có giá là 120.000 đồng 1 kg, tôm 60 con là 114.000 đồng 1 kg. Để đạt chuẩn ASC, tôm nuôi phải truy xuất nguồn gốc rõ ràng, không dùng hóa chất, kháng sinh và đảm bảo các điều kiện về trách nhiệm môi trường, xã hội trong suốt quá trình sản xuất. Đây có thể coi là tin vui với bà con nuôi tôm sau khi lô tôm nguyên liệu đầu tiên xuất khẩu sang EU sau khi EVFTA chính thức có hiệu lực. Giò chả là những món ăn quen thuộc trong các mâm cơm của gia đình Việt Nam. Tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nghề sản xuất giò chả đã có từ 80 năm nay. Diễn ra quanh năm, nghề này mang lại nguồn thu nhập ổn định cũng như đời sống khấm khá cho người dân địa phương. Phóng sự sau đây sẽ khắc họa rõ hơn những công đoạn làm giò chả. Giò chả được xem là đồ ăn nhanh, nhưng để có được những khoanh giò chả thơm ngon là công sức, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ của những người sản xuất.
3 giờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc ngủ, thì vợ chồng ông Bằng lại đang tất bật làm giò chả. Ngày nào cũng vậy, từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, ông bà sản xuất được khoảng 1 tạ giò. Nguyên liệu chính làm giò là thịt thăn và mỡ tươi. Các thao tác trộn gia vị, xay và gói được thực hiện một cách nhanh chóng, cẩn thận và tinh tế để đảm bảo giò giòn tươi, không bị khô. Giò được luộc trong 1 giờ đồng hồ. Chả sau khi hấp sẽ được rán lên để đảm bảo độ thơm ngon. Nhờ có sự hỗ trợ của máy móc nên việc làm giò hiện nay đơn giản hơn trước kia. Những gia đình đã làm nghề sản xuất giò chả trên 20 năm đều cảm nhận rõ sự đổi mới này. Cái nghề giò này gắn với gia đình chúng tôi là 30 năm. Cuộc sống cũng nửa đêm gà gáy rồi cũng gọi là kiếm đồng ra đồng vào để nuôi con em ăn học. Ngày xưa làm xong một tạ giò phải tầm mất 10 người. 10 người thì phải từ tầm từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng mới xong. Chứ còn bây giờ thì chỉ cần 3 tiếng là cũng xong một tạ rồi. Nói chung là nó có nhàn hơn một chút. Mỗi ngày, xã Thái Thịnh cung ứng ra thị trường khoảng 4 tấn giò chả. Ngoài vận chuyển đến các tỉnh thành khác, giò chả được bày bán nhiều trong chợ huyện. Gần như là món chính nhà tôi. Trẻ con nó hay ăn lắm. Tôi hay sốt này, hoặc là dim này, hoặc là nấu riêu thỉnh thoảng tôi cũng cho vào này. Giò thì gói mẫu mã cũng đẹp, thỉnh thoảng tôi hay đem đi biếu. Hiện nay thì phường Thái Thịnh tôi có khoảng tầm trên 150 hộ tham gia sản xuất chế biến giò chả trên núi dài. Và thu nhập bình quân của một lao động sản xuất những giò chả trên địa bàn phường chúng tôi thì khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu đồng trên một tháng. Có những hộ gia đình thì cũng đã 3 đời sản xuất giò chả. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, việc sản xuất giò chả đã trở thành nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, thể hiện truyền thống sản xuất lao động của người dân Thái Thịnh nói riêng, cũng như thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nói chung. Tư liệu lần đầu tiên công bố về những phế tích của một thị trấn cổ thời Pháp trong khu vườn quốc gia Ba Vì đang nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu và những người yêu Hà Nội. Vấn đề không chỉ là giá trị của thị trấn cổ này, mà còn là tìm lời giải khai thác những giá trị đó để vừa làm sống dậy những phế tích trăm năm, vừa bảo vệ được cảnh quan môi trường tại vườn quốc gia Ba Vì. Những tài liệu lần đầu tiên được công bố từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Ở độ cao 400, 600 và 1000, đầu thế kỷ 20, người Pháp đã kỳ công xây dựng tại vườn quốc gia Ba Vì, một thị trấn sầm uất vùng cao, được ví như Sapa của Hà Nội. Họa sĩ dịch giả Trịnh Lữ còn lưu giữ hồ sơ về ngôi nhà Ba Vì của bố mẹ ông. Năm 2009, ông tìm được về ngôi nhà xưa của gia đình. Ông bố tôi muốn có một cái lối sống rất là, ông ấy gọi là cái thiên đường, mà ông gọi là suối hoa. Cái cuộc sống của một cái người như là người thiểu số ở trên này. Không gian văn hóa kiến trúc Pháp được những chuyên gia kiến nghị phục dựng, chỉnh trang theo nhiều giải pháp. Giữ nguyên bản những nền phế tích đã trở thành cảnh quan, tạo lập không gian kiến trúc mới kết hợp trên nền phế tích cũ theo quy hoạch bài bản. Một phần ký ức về thị trấn cổ 100 năm hiện đã được khôi phục. Phải phát huy nó, khai phá nó, làm thức tỉnh nó. Nếu thái quá việc đầu tư xây dựng cũng không đúng, mà để nó ngủ yên cũng không đúng, mà không làm gì cả, không khai thác gì cả cũng không đúng. Chính vì thế, cái việc mà chúng ta tìm ra một phương án, một cách giải quyết, một con đường đi lại là một nhiệm vụ của thời đại chúng ta. Tất nhiên có những khu rừng phải khép kín, nhưng mà cũng có nơi chúng ta phải mở để cho mọi người tiếp cận ở một cái độ an toàn nhất mà lại khai thác được giá trị của nó. Nằm cách trung tâm Hà Nội 60 km, vườn quốc gia Ba Vì bảo vệ khí quyển và điều hòa khí hậu vùng thủ đô. Đỉnh Ba Vì cũng là nơi ngự trị muôn đời của Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh, vị thần trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Nhưng Ba Vì còn có rất nhiều tiềm năng to lớn nữa, dường như vẫn còn ngủ yên. Làm sống dậy khu bảo tàng phế tích ngoài trời, tìm điều mới mẻ trong quá khứ, có thể trở thành một điểm nhấn mới của Hà Nội vào dịp kỷ niệm 1010 năm thủ đô. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go từ App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.